Đâu rồi? Get it up on! Get it up! Yes! Done, 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 done. Nobody see anything! Không ai thấy gì hết. Nhưng lẽ ta nên làm cái này vào buổi tối. Nhưng ha, chúng ta là những người chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ đi bắt người khác vào buổi sáng. Lâu, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với Minecraft. Thì hôm nay mình thì trong lúc mà mình chơi ở nhà, mình có chơi một mình một xíu trong game này, thì mình rất là có một vài thứ mình muốn cho các bạn thấy. Thì điều đầu tiên mà mình muốn cho các bạn xem không phải là nhà mình có nhiều chó hơn, mà trời ơi sao nó quá trời quá đất kì, nó tùm lum mà nó quá quá đất. Ok nha, mà tao bắt đầu quên mất con nào đó. Oh no. Thì mình đã xây một cái hàng rào xung quanh cái nhà mình nè mọi người, để cho cái nhà mình nó kiểu nó an toàn hơn á. À thì ra cũng không an toàn mấy, có một đứa lẻn vô đây nó chết nè. Ha, die, try to fight me in my empire, you peasant. Trước mắt là mình đã làm được cái này. Lúc mà mình chơi một mình ở nhà thì mình đã tình cờ mình đi đào xuống tiếp để mình kiếm cục lapis lazuli, tại vì tập này mình muốn enchant đồ cho mọi người. Thì trong lúc mà mình đào đồ thì mình đã tình cờ mình đào trúng một cái hang mới. Cho nên tối nay là hôm nay là mình sẽ đi khám phá cái hang luôn á. Nhưng mà trước... Why are you in my giếng? Nếu mà mọi người đi thẳng hướng này thì cái bẫy sẽ đâm là một cái sông. Thì mình... một cái biển đúng không? Thì mình đang muốn là mình sẽ làm một cái tàu đi ra cái biển đó, xong đi qua một cái làng, xong bắt một thằng dân làng về đây, bắt nó làm việc cho mình. Tại vì tao quá lười trong việc phải tự trồng crop của bản thân mình, cho nên tao nghĩ là tao cần người làm việc cho tao. Ok nha, mầm time. Hello, chào mấy chú. Yes. Mọi người thấy cái nhà mình nó đẹp không? Nhìn nó vẫn còn tết quá ha. Cảm thấy yên bình á. Đi nè đỏ, tao sẽ gọi nó là đỏ. Xin như đỏ. 5 hours later. Ê chết rồi, người nhiều có nhận ra là mình đi dự phạm sẽ làm gì không? Đó là mình không đem cái giường theo. I don't have a bed, it means that if the night go down, I'll die like a little bitch. Má không ổn rồi mọi người ơi, tại sao ta có thể lại quên đem giường được ha? Không thể nào chấp nhận được. Cù, tao cần cù. Yes. Tôi nghe tiếng gì vậy? Tao biết ngay là tao nghe một cái tiếng gì đó mà. Jesus Christ. Ngày thứ 230. Chúng tôi đã đi dĩ chảy luôn mà chúng tôi vẫn chưa tìm cái làng nào cả. Liệu sự sống vẫn còn nằm trên trái đất này? Hay liệu tôi đã bị hoang tưởng và tưởng rằng còn rất nhiều người sống nhưng thực ra chỉ còn một mình tôi sống? Nghe tận thế. Minecraft tận thế. Oh no, tao bắt đầu nói xàm rồi đó. Gà. Tôi nói đang có một cuộc họp. Có cụ nữa. Oh my god. Ôi, con heo đang giả dạng là con ngựa mọi người. Ê, nhìn nó giống như một cái phim heo á. Thường, tao đang bị thắc mắc, đó là cái chỗ ở của tao nằm rất là sâu trong đất liền. Thì làm cách nào để tao có thể đưa một thằng dân làng từ cái chỗ dân làng của nó về nhà mình ha? Bây giờ tao mới tính tới chuyện đó. Đây sẽ là một câu hỏi hơi khó. Nhưng không sao, chúng ta sẽ tìm được cách. Nói chung là cái tập này phải kiếm được cái dân làng đã, xong rồi chúng ta sẽ tìm cách đem cái con dân làng nó về nhà sau. Một chuyến phiêu lưu siêu dài. Lại trải qua 5 ngày chúng tôi chưa ăn gì cả. Tôi đang đi cùng... What are you doing? Where are you going? What is he doing? What are you doing all the way over fucking here? Mình đi đâu ấy? Yes, come in here. The damn hell are you doing, bro? What are you doing? No, sorry. But what are you doing? Tự nhiên tao không nghe nó sủa nữa, tao bị hoảng á mọi người. Tao bị hoảng á, tao quay lại cái thế đang bơi giữa biển. What the fuck? Get your ass to bed. Yeah, come here. Jesus motherfucking Christ. Ở đây, đó, đúng rồi. Tự nhiên hồi nãy nó không tele theo mình, tự nhiên nó bơi ngược ra biển làm gì á. Làm trò gì á. Mày làm gì mày bị khủng mày. Đúng rồi, tự nhiên cái... ok. Zombies. It's fine. Wow. Beautiful. Wow, ok. That is a lot of sugar cane. Do I want to go there? Never mind. Ở đây có nhiều hơn, không sao. Nhưng mà nếu mà mình lấy ở đây và ở đó thì sẽ nhiều gấp đôi. Well, nobody know. Where the damn hell is my dog? What? Tao mệt cái con gâu gâu này quá nha. Tao bị trầm cảm luôn á. Nó đâu rồi? Đừng nói nó bị con mực ăn nha. Mực, mày có thấy con chó tao đâu không? For fuck's sake.
Jesus, ok. Vô lẹ. Không có thời gian. Rồi đi. Tôi không hiểu được luôn á, làm cái trò con mèo gì á. À ok, mất tao tưởng mày mày nằm đó nữa chứ tao chửi mày quá. We found a village. Ok nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái việc mà chúng ta đã đến đây kiếm một cái dân làng. Khó khăn thứ hai, làm sao để đem thằng dân làng đó về nhà. How am I gonna do that? Từ đó tôi coi. Hello. Đây, đây đây là người tao cần. Làm nông. Tao sẽ bắt cóc người làm tao sẽ dẫn người làm nông này, tuyển người làm nông này về làm cho tao. Hợp lý, đây có giường nè. Ok nha. Is there anything in here? Oh, blast furnace. Mình cần cái này. Cái blast furnace, nếu mà mọi người không biết á thì cái blast furnace đó là dùng để nấu kim loại mấy cái ore mà mình kiếm được á, nhanh hơn, mất tiền á. Được á, đang cần á. Giờ nhà em xin mấy này luôn nha mấy anh ơi. Em về em sẽ làm một cái lò sưởi nhà em. Hello. What the fuck? À, tao dự what the hell? No, 18 cộng bro. Game này cho con nít mà tại sao lại có Jesus, guys, hãy tự tìm nhà cho bản thân rồi đi ngủ đi. Tao nghĩ là tao sẽ đẩy một con dân làng vô một cái thuyền, xong rồi tao sẽ đẩy nó về. Hợp lý, tao sẽ dùng chiến thuật Get in the boat của PewDiePie để thử được không. Let's see where are they. Chúng ta đây là cách mà mọi người bắt một người nào đó. Chúng ta sẽ săn con mồi một cách rất cẩn thận. Get in the boat. What the hell? How does PewDiePie does this? How does he capture? Đúng là ông hoàng bắt cóc. Làm sao mà mình how the fuck? À khoan, hình như là phải có piston đẩy 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 cái thuyền lên. Đúng rồi. Chết chà. Làm piston sao ta? Từ từ. Piston. No. Ở quên, phải có bàn chế tạo. I need a crafting table. Table. Piston. Nên làm sao ta? Một cục đá đỏ, một cục sắt. Mình chỉ đang thiếu đá đỏ thôi. Khó rồi ta. Làm sao nha? Không gì có thể ngăn cản được kèn đùm đùm. Có cái xô không? Hả? Nó đâu rồi? Thằng dân làng ngốc nghếch. Tao sẽ cho này vô đây. Xong cái tao sẽ Get in the boat. Ok nha, từ từ nha. Xong cái tao múc nước lại. Nó hợp lý. Xong cái là chúng ta đã có một cái thuyền trên bờ. Xong rồi tao sẽ chèo cái thuyền đi kiếm nó. Đâu rồi? Get in the boat. Get in the... Yes. Done. Nobody see anything. Không ai thấy gì hết. Đáng lẽ tao nên làm cái này vào buổi tối. Nhưng không. Chúng ta là những người chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ đi bắt người khác vào buổi sáng. Đi. Ủa làm sao để coi con chó kìa. Nó đợi mình. Thương mày quá à. Thương lắm á. Thôi đi nè. Tao sẽ phải dẫn thằng dân làng ngốc nghếch này đi về nhà mình. Chết rồi. Từ từ nha, khó quá, tại vì hồi nãy là mình đi xuyên núi luôn. Nên bây giờ làm sao mình dẫn nó về ta? Hành trình dẫn người dân làng về nhà. Sorry đỏ nha, không có đủ thuyền cho bé cho nên không dẫn bé theo được. Khó mọi người, đây là một thử thách rất khó. Nhưng không gì là không thể. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Từ rồi mấy ta suy nghĩ rồi. Let me think for a damn minute. Nếu như mà mình đổ nước từ đây lên, xong cái mình cho cái thuyền nó chạy lên thì nó có lên được không ta? Hơn kìa mấy anh dân làng thì nó không biết lấy thuyền chứ không thôi là đủ luôn á. Để coi coi, nó có hoạt động như mình nghĩ không? Nếu mà nó hoạt động như cách mình nghĩ á, quên camera bên này. Nếu mà nó hoạt động như cách mình nghĩ á. À không. Ôi, chim thuyền ơi. No, phải bỏ bớt gì đó ra. Ta bỏ cái gì bây giờ? I have so much shit. Birchwood. Thuyền đâu? Yes. Nó chạy kìa. No, catch him. Yes, come back here. Get in the boat. No, nó chạy kìa. Get in the boat. Yes. Rồi giờ tao chỉ cần tìm cách làm sao để tao đi lên đó thôi. Khó quá mọi người, nó không hoạt động như cách mình nghĩ. Ok, nó chìm mẻ thuyền rồi. Ok nha, không sao nha. Từ từ. Where's my boat? Give me my boat. Ok nha, có vẻ như nó không hoạt động như cách mình nghĩ. Từ. There has to be a different way. Let me think. I need to think for a damn second. Làm sao để có thể đưa một thằng dân làng từ đây về nhà mà không cần dùng cái lift? Mày có ý gì không? You have any idea? Tặng mày nè. Có idea gì không? Why are you running á? À không, nó tự lên luôn rồi nè.
mà mình vẫn không lên đây được. Cái con này nó phiền phức quá ta. Nó bắt đầu nó tìm đường về nhà. Mày phiền phức quá, đứng lại. Stop, get in the boat. Get in the boat, come back. No, 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 get back here. Get in the boat. Get in the boat. Get in the boat. Why? Why are you not getting in the damn motherfucking boat? Oh my god, I swear. Where's he? Nó đang tìm đường về kìa mày. Nhìn kìa, nó khôn ghê luôn á. Yes, you ha. Nghĩ mày thông minh hơn tao. Chứng sao khôn hơn vịt được. Thôi, tao sẽ tìm đường khác, không sao mọi người. Chúng ta sẽ tìm đường về với nhà thôi. Đi thật xa đi trở về. Đó, thấy không? Hợp lý liền. Hết sảy không mà bảy. Khó mọi người ơi, mình nghĩ là cái task này hơi khó đó. Tại vì mình vẫn không có cái lead. Mà không có lead thì không có dẫn nó về được. Khó ta ha. Ok nha, không sao nha. Mày ngồi yên đi cho tao, không đi đâu hết. Khó là khó, tao vẫn sẽ lôi mày về nhà được rồi, đừng lo. Nghĩ mày an toàn, nghĩ mày an toàn. Ha. Nhìn, đúng rồi, ngắm đi, ngắm biển đi. Mày sắp phải ngồi dưới đất liền trong khoảng thời gian rồi đó. Cho nên yeah, mình phải đi đường vòng á. Hình như để làm một cái lead mình cần một cái cục slime. Đoán xem chúng ta đang ở đâu? Đầm lầy. Mà đầm lầy có gì? Có slime. Thì cho nên có thể là kế hoạch của mình đó sẽ là ngồi đợi ở đây cho tới tối. Xong đó là mình sẽ đánh mấy con slime. Xong rồi mình sẽ làm cái lead, xong mình sẽ dẫn nó theo. Ồ, muộn quá rồi, giờ con đỏ kẹt kia không đem đỏ gì được. Muộn quá, thôi kệ, không sao. Không sao nha, không sao nha. Mày ngồi đó mà không đi đâu đó. Không có đi đâu hết đó. Ok nha, chúng ta sẽ quay lại ngay sau khi trời tối. This song is for you. I love you, bitch. I never gonna stop loving you. Bitch. Why the damn hell does it take so damn fucking long? Kia mà mày đừng có mà nhìn tao. Mày cười không? Tao đá mày giờ. George, tao sẽ gọi mày là George. Hi George. If you don't wanna die, George, you listen to me carefully. I can save you. Only I can do that. So don't you dare. Không nghe lời mi. Mi đá you. Lần đầu ngủ xa nhà. Cảm giác của mày như thế nào? Chú papi muốn nhé nhớ. Ok, good talk. Mình nghĩ là mình đã cho tụi slime đủ thời gian để nó sinh ra đó. Tại vì nếu mà khi mà có creeper sinh ra, đảm bảo sẽ có những con khác sinh ra. Lúc nào cũng vậy hết. Đó, thấy không? Zombie. Chạy đi. Oh, thank you. Dear Mojang, give me one slime. Mình chỉ cần một con slime thôi. I only need one slime. One slime. 5 hours later. George, tao không kiếm được một con slime. Wait, what is that? Bắt buộc tao phải kiếm được. Tại vì nếu không á thì cái nhiệm vụ này coi như là bất khả thi luôn á. Tại vì để làm để dẫn cái con người, cái con nhân làng nó đi lên biển á. Ủa sao nhìn nó kỳ quá vậy? Yes, we found one. No, give me your slime mare. Yes, your slime. Ow. Mấy con của mày cũng đánh tao nữa. Khổn láo không? Hình như mấy con này không đánh thì nó nhỏ. No slime. Gimme. À, 1 cục, 2 cục, 3 cục, 4 cục. À, ủa sao mấy con nhỏ lại cho, mấy con lớn không cho nhỉ? Kỳ lạ nhỉ. Ok nha, 5 cục slime, ok, dư rồi đó. Ok nha, bây giờ mình đi coi có nhện nhỏ. À, mới nói xong, as you shall receive. Nhện nhỏ, Spider-Man. Chắc là mình phải xuống một cái hang á mọi người. Mới nói thì có một cái lên xuống, muốn một cái lên xuống nữa. À không, thì ra ở gần George cũng có một cái hang. It's a very big question. Where? Hello? À đây. Wish me luck guys. Yeah, Đông Hà. Ở đây à. Ui. Full giáp vàng. Mày sơn súng. Ui. Trời ơi, đông quá mấy chú ơi. À, nó tối không, cách không. Ui. Tao nghe được men. À, no, fuck that, I'm out, nó lại tối nữa. Hello, George, tao kiếm được slime rồi. No, mày không thích à, ok. Wow, tao không chấp nhận được là cái nước nó làm siêu đẹp luôn, nhưng mà tới mấy cục này nó lại lắc như vậy. Hello, Spider-Man.
Spider-Man. Spider-Man. Cơ nha một con nha. Có chồng đồ. He didn't give me anything. Spider-Man. Yes, yes, I need that. Hai, còn nhiêu ta? 1 2 3 4 4. Cần 4, cần 2 cái nữa. Hello, hello. Bò ơi, mày có thấy nhờ không bò? Hello. Tap, tap, tap. Chắc chắn là cái đầm lầy, nguyên cái đầm lầy chắc chắn thế nào. I hear them. I hear them. Ah, fuck. Spider-Man. Spider-Man. Oh. Spider-Man. Spider-Man. Hello? Ah. Ah. Ok nha, ok nha. Ta đã có 4 tên nhện. Thì bây giờ mình phải quay lại về với George George George. Bad George George. Where's my George George George? Xong rồi phải tìm được gì nè. Nói chung là hơi quằn. Thì George, where are you? Where's my George? Ah, there he is. Found him. Hello. Thấy rồi. Okay, let's go. Hey, George. Wake your bitch ass up. About to leave, my friend. Where's my boat? Where's my boat? Ah. Yes. Ah, George! He's running! Come back here, George. Ah, what? No. No. Ta không gắn dây vào con dân làng được. What? What is this bullshit? No. Ta đã tốn công vô ích sao mọi người. No. No.